Những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã mở đầu cho chương trình văn nghệ do các bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ tổ chức trong ngày lễ mẹ 14 tháng 5. Mặc dù trong ngày lễ này, các gia đình ở Mỹ thường có thói quen quây quần với nhau để tặng quà cho mẹ, cho bà và cùng nhau dùng một bữa tối. Nhưng nhiều gia đình gốc Việt bị thu hút bởi sinh hoạt cộng đồng này, đặc biệt là các bậc cao niên, khi họ biết đây là một chương trình hoàn toàn do các bạn trẻ thực hiện. Thì phải có những cái hoạt động văn hóa và những người bỏ công sức ra để mà làm, để duy trì, để cho thứ nhất tụi trẻ như con chúng tôi, cháu chúng tôi, nó còn giữ được cái tiếng Việt và nó biết rằng những cái điều tốt đẹp của Việt Nam trước của mình. Bên cạnh những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, thì chương trình cũng giới thiệu tới những người tham dự các ca khúc do Đình Đại, một nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt sinh sống ở hải ngoại sáng tác. Và những ca khúc này đã nhận được sự ủng hộ lớn của mọi người. Hy vọng, mong mỏi lớn nhất là sự tiếp nối. Mà tiếp nối nhìn đứng trước, nhìn sau, mà thấy có những người trẻ tiếp nối như ca sĩ, nhạc sĩ Đình Đại, như đạo diễn Thanh Tâm, thì cái dòng văn hóa dân tộc không sợ gì sẽ mất đi, dù chế độ mới có muốn bào mòn đến đâu. Ngày lễ mẹ cũng như các dịp lễ khác trong năm, ngoài những chương trình văn hóa văn nghệ, các hội đoàn khác nhau của cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ còn có nhiều hoạt động xã hội khác như tới tận nhà thăm hỏi người cao niên neo đơn hay các hoạt động thiện nguyện tại nhiều trung tâm chăm sóc người già kém may mắn. Sau hơn 2 năm đại dịch Covid, năm nay các chương trình như vậy đồng loạt trở lại với sự ủng hộ nhiệt tình của các thế hệ người Việt sinh sống trong vùng. Có lẽ người ta thèm cái sinh hoạt với nhau. Những người lớn tuổi có cơ hội, không muốn gặp nhau. Ngày mai mình họ có thấy mình nữa không, hay là mình có thấy họ nữa không? Có lẽ tôi suy nghĩ như vậy. Ngược lại thì có cái giới trẻ làm như là cái cầu nối giữa hai thế hệ. Họ muốn sinh hoạt mạnh mẽ hơn. Đặc biệt nhất là vấn đề bảo tồn văn hóa như chương trình ngày hôm nay chẳng hạn. Ngày lễ mẹ hay còn được gọi là ngày hiền mẫu, rơi vào ngày chủ nhật thứ nhì của tháng 5 thường niên tại Mỹ. Đây là ngày kỷ niệm để mọi người cùng tôn vinh tình mẹ, sự gắn kết của mẹ và ảnh hưởng của các bà mẹ trong xã hội. Các gia đình ở Mỹ thường có những buổi tối đầm ấm sum vầy trong ngày này, khi mà những đứa con thường quay về, quây quần bên mẹ của mình.